đây bên đây cộng lông gì vậy? Bao nhiêu lông để hết luôn chắc. Để con chim. Mày nói vậy luôn kìa. Đây cộng lông chân đi. Chân giờ. Con tim. Cái gì ta? Năm cái cộng lông mũi. Cái mũi. Quá trời kiếm cái gì nhỏ. Cái môi. Năm, bốn. Gần tới rồi, đàn mình. À, cộng lông bụng đi. To quá. Cái răng. Cái răng rồi. Cái mông. Có mùi vậy. Cái tay kêu gì ta? Cái tay. Cái gì chưa cung? Năm, bốn, ba. Cái eo đi. Thôi MC, giờ mình chơi trò nó lớn hơn đi. Cái lưng. Các anh chị, chúng ta đã có mặt trên chuyến xe âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay, được tài trợ bởi nhà mạng viễn thông Mobifone và nhà của tôi. Chúng ta hãy dành cho nhau một tràng vỗ tay thật lớn nha không ạ. Dạ vâng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thảo sẽ được tự giới thiệu. Thảo tên là Thảo. Tên đầy đủ của Trần Trung Thảo là Trần Trung Thảo. Và ngày hôm nay Thảo rất là vui khi được làm lơ xe cho tất cả chúng ta. Nhưng mà lơ xe này không lấy tiền. Lơ xe này chỉ nói thông tin và sẽ gửi đến chúng ta những quà tặng thôi. Được không ạ? Dạ em cảm ơn các chị ở dưới nhiều nha, thủ vũ cho em quá trời. Dạ cảm ơn các chị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái không gian nhìn ngắm Sài Gòn ở một góc nhìn rất khác ở trên chuyến xe buýt 2 tầng. Thường ngày thì chúng ta chạy xe ở dưới phải không, mà chúng ta tập trung lái xe, chúng ta cũng không có thời gian để mà thưởng thức Sài Gòn, nhìn ngắm Sài Gòn ở một cái tâm trạng, một cái cảm xúc rất khác. Và ngày hôm nay chắc là do cái duyên đó phải không ạ? Không biết là mọi người buổi tối ngày hôm nay chúng ta dự định đi đâu mà tự nhiên chúng ta bị bắt lại phải không? Hoặc là chúng ta được mời gọi đúng không? Và chúng ta có mặt trên chiếc xe này là một cái duyên để mà chúng ta trải nghiệm. Thì chắc ở đây mọi người cũng có thành viên chúng ta đã trải nghiệm rồi. Ai rồi đâu ạ? Ai đi xe buýt rồi đâu? Ủa đông quá vậy? Đây là chuyến xe buýt có nhiều thành viên đi rồi nhất luôn á. Là tầm khoảng 5-6 thành viên phải không ạ? Và khi đi lần thứ hai thì chúng ta đang thấy như thế nào ạ? Dạ, đi lần thứ hai thì cảm giác sẽ khác. Mà khác là làm sao, nó khác như thế nào? Bây giờ em mời ban nhạc lên, mình thấy khác liền. Bình thường mình đi không có ban nhạc phải không? Bữa nay có mời ban nhạc tới phục vụ âm nhạc cho chúng ta. Guitar có guitar, thổi kèn có đẹp trai đây, anh thổi. Bây giờ mời tất cả các anh chị chúng ta cùng nhau ngắm nhìn Sài Gòn, lắng nghe âm nhạc và cùng chill với Mobifone và nhạc của tôi. Xin mời. Thank you.
Cảm ơn ban nhạc rất là nhiều, chúng ta vỗ tay cho ban nhạc được không ạ? Rất là dễ thương. Các anh chị thân mến, Sài Gòn là như thế, Sài Gòn nó là như vậy. Lâu lâu thì có những cơn mưa bất chợt, còn đi xe hai tầng á, lâu lâu thì có những nhành cây bất chợt nó quét chúng ta, hồi nào chúng ta không biết không hay. Nhưng mà Sài Gòn luôn để lại cho chúng ta rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ, có phải không ạ? Dạ, xin chào mọi người dưới kia, chúng tôi là Mobifone và nhạc của tôi. Xin chào mọi người. Hello, welcome to Việt Nam. Dạ, ngày hôm nay quả thực là một ngày rất là tuyệt vời. Và như Trọng Thảo đã nói, để chúng ta có được một không gian âm nhạc tuyệt vời như vậy, ngắm nhìn thành phố Sài Gòn, một góc nhìn rất khác giữa một buổi đêm, giữa những hàng cây và giữa những cơn gió nhẹ, làm chúng ta cảm thấy cuộc sống này thật bình yên, có phải không ạ? Và chúng ta còn được lắng nghe những giai điệu du dương từ guitar và saxophone nữa. Và các anh chị thân mến, như Trọng Thảo cũng đã nói thì để có được một không gian này là nhờ vào sự tài trợ của Mobifone và nhạc của tôi. Và ngày hôm nay thì Trọng Thảo cũng có một vài thông tin muốn gửi đến cho cả nhà của mình, là Mobifone và nhạc của tôi vừa có những gói cước cực kỳ ưu đãi dành cho quý khách hàng thân thiết. Đầu tiên có thể kể đến là gói cước NCT105. Quyền lợi đầu tiên mà quý vị có được là miễn phí 1GB trên một ngày. Tiếp theo là miễn phí tài khoản VIP nhạc của tôi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có miễn phí data truy cập nhạc của tôi và YouTube. Kèm với đó thì sẽ tặng cho quý vị 10 sao và được miễn phí một chương truyện tin bất kỳ trên post.vietnam với chi phí 105.000 đồng trên 30 ngày. Cực kỳ ưu đãi, có phải không ạ? Tiếp đến nữa đó chính là gói cước MVV. Chúng ta sẽ được miễn phí 1GB trên một ngày, miễn phí data truy cập nhạc của tôi, miễn phí tài khoản VIP nhạc của tôi với cú pháp vô cùng đơn giản là MVV, chúng ta gửi 999. Thì để giải thích cho mọi người được hiểu là ví dụ như số điện thoại của anh chị á, số điện thoại cho của anh chị á không có đăng ký gói cước nào, ở nhà mình có thể kết nối wifi hoặc là mình đi đâu mình cũng có thể kết nối wifi, nhưng đột nhiên mình đi ra đường đi, mình cần bút Grab đi mà mình không có wifi đi, thì làm sao, làm gì mình có thể bút được chiếc Grab, phải không ạ? Thì có một giải pháp ngay và liền cho tất cả các chị. Chỉ với 6.000 đồng mà thôi, chúng ta có thể đăng ký gói cước MVV gửi 999. Chúng ta liền lập tức sẽ có 6.000 đồng. Chúng ta liền lập tức sẽ có 1GB để chúng ta đăng nhập 4G. Chúng ta có 4G và 5G để mà chúng ta có thể lướt mạng, chúng ta có thể bút Grab ngay lập tức, ngoại trừ những trường hợp chúng ta khẩn cấp. Đấy, đó là hai gói cước cơ bản và hai gói cước đang rất là ưu đãi dành cho quý khách hàng. Và một điều nữa, nếu như tất cả các anh chị chúng ta đăng ký vào ngày hôm nay và ngày mai và ngày mốt, khi sự kiện này diễn ra thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một iPhone 14 hoặc là một iPod 3 hoặc là các mã thẻ cào điện thoại 30.000 đồng, 50.000 đồng tùy theo sự may mắn của chúng ta. Thì không biết là Thảo nói vậy thì mọi người ở dưới không biết là có ai chúng ta quét mã QR và đăng ký liền lập tức không ạ? Thôi thì chúng ta đăng ký gói 6.000 đồng đi, có 1GB đi, ủng hộ chương trình được không ạ? Ủng hộ chúng tôi được không ạ? Dạ, mình lấy điện thoại ra đi, giúp Thảo đăng ký một cái gói 6.000 đồng chỉ bữa nay thôi, mình có 1GB xài trong 24 tiếng đồng hồ, cực mạnh luôn, để chúng ta lên YouTube, để chúng ta lên nhạc của tôi, rồi để chúng ta có thể lướt mạng. Dạ, anh đăng ký rồi phải không ạ? Cảm ơn anh. Dạ, vì bên cạnh anh đã có người thương rồi cho nên em không nói rất vui được. Em nói cảm ơn anh rất nhiều nha. Dạ, thả tim. Không biết có ai chúng ta ủng hộ chương trình ngày hôm nay bằng một cú pháp không ạ? MVV gửi 999, 6.000 đồng. Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Chương trình của chúng ta sẽ được diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm nay và ngày mai. Còn ở Vũng Tàu thì sẽ là ngày Chủ Nhật.
Thời gian diễn ra là tầm khoảng 8 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì ngày mai ví dụ như tất cả các chị có người thân hoặc có bạn bè gì á mà muốn trải nghiệm xe buýt 2 tầng ngắm nhìn thành phố một góc nhìn rất khác thì chúng ta cứ việc bảo người thân bạn bè của mình đến nhà văn hóa thanh niên 8 giờ sáng đến 10 giờ buổi chiều là từ 3 giờ sẽ có xe buýt 2 tầng đưa tất cả các chị đi tham quan thành phố rất là thú vị phải không ạ? Yeah. Và bây giờ sẽ là một ca khúc tiếp theo, xin mời bé nhạc. Ở đây không biết là có những thành viên nào chúng ta ở tỉnh lên thành phố giống Công Thảo không ạ? Ai ở tỉnh lên thành phố giống Công Thảo đâu ạ? Dạ, có ai là dân ở Sài Gòn à? Nhà ở Sài Gòn à? Yeah, ở đây chúng ta có rất nhiều những thành viên giống Thảo là ở tỉnh lên Sài Gòn và cũng có rất nhiều những thành viên chúng ta quê ở Sài Gòn. Có bao giờ chúng ta cảm thấy yêu Sài Gòn không ạ? Yêu Sài Gòn và cảm thấy Sài Gòn rất đẹp, là một trong những thành phố đẹp nhất nước Việt Nam không ạ? Cho ta rất nhiều những cơ hội, cho ta rất nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ. Và chắc vui có, buồn có, giận hờn với người yêu đi ngoài đường cũng có. Có khi chúng ta khóc dưới cơn mưa cũng có. Và khi chúng ta cười một cách lạ lùng, không biết chuyện gì cũng có. Đó là những cảm xúc mà Sài Gòn cho chúng ta. Và chúng ta luôn thấy Sài Gòn đẹp lắm, có phải không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc Sài Gòn đẹp lắm với Adam Ben, xin mời. Xin chào. Vô đó quẩy thì được. Xin chào các bạn trẻ. Ngày mai 8 giờ sáng tại nhà văn hóa thanh niên chúng ta sẽ được đi xe buýt 2 tầng miễn phí các bạn trẻ nha. Yeah. Quả thật thật sự mát mẻ đúng không? Thật sự rất là thoải mái. Buổi tối thông dong giữa đường phố Sài Gòn, ngắm nhìn Sài Gòn và được ôm người yêu, tìm với người thân yêu của mình, đó là một niềm hạnh phúc. Hy vọng rằng chúng ta sẽ trân trọng niềm hạnh phúc này, không gian này, khoảnh khắc này bên những người thân yêu của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu nhẹ nhàng để chúng ta sẽ cùng nhau lắng động một chút xíu với không gian, với sự đẹp xinh đẹp của Sài Gòn. Xin mời. Mỗi lần mà chúng ta đi ngang cái cầu như vậy, chúng ta có cảm thấy là một sự rung mình không ạ? Vui hả? Chúng ta rùng mình trước những công trình thật sự gọi là lớn lao của Sài Gòn. Rất nhiều những yêu quý vị thân mến cũng gần tới điểm xuất phát rồi. Thôi thì để em nói bất tài, nói cái nhà này chợ mua phone mà nhà của tôi mình đi Vũng Tàu được không ạ? À? Đi Vũng Tàu chơi được không ạ? À? Quyên xe mà đi Vũng Tàu chơi không? Dạ, mỗi người đóng em 3 triệu đi. Em tổ chức tour đi liền luôn, Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm.
tối nay nửa đêm nè, sáng mai chơi nửa tối, chơi cái nửa xong rồi sáng mốt về được không ạ? À? Chơi không? Thôi chúng ta xong quen đi. Cũng cảm ơn hai thành viên của chúng ta dù bất phân thắng bại nhưng mà cũng muốn gửi một quà đến cho mọi người. Dạ xin mời nhận quà. Khoan hãy di chuyển nha, khoan hãy di chuyển. Chúng ta nhận quà xong đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển để xuống bên dưới. Nhưng mà chúng ta trước khi chúng ta di chuyển đi á, chúng ta chụp với nhau tấm hình được không ạ? Dạ, hai món quà cho hai thằng kia chơi game à. Đây, đây. Dạ, mọi người chăm xin tấm hình nha. Tấm hình xe của mình.